Rồi các anh chị đang xem cái video về nói giấy trong cái máy vấn thuốc lá nha các anh chị. Đó, thì bây giờ cái cuộn giấy nó chạy gần hết rồi. Thì bây giờ mình phải nói giấy qua cái cuộn mới. Thì cái nguyên lý là trước khi nó nói thì nó phải dừng lại nha các anh chị. Đó, dừng lại các anh chị thấy không? Xong nó dập xuống, có miếng băng keo nó dán hai cọng cọng giấy lại, sau đó nó mới chạy chạy tiếp. Đó, thì sau đó thì cái quá trình nói đã hoàn thành. Rồi. Đây là nguyên lý nói giấy nha các anh chị. Cảm ơn các chị đã xem video.